Tôi là Kimoman. Khi nghe đến có game Hero Legend, tôi đã tải về chơi ngay. Trước khi vào game, tôi đã suy nghĩ các bạn nào game rác, những chuyện xấu, chất lượng kém, PK thấp, PK đơn điệu. Nhưng không ngờ game không có khuyết điểm nào cả. Tôi không ngờ game lại thú vị đến như vậy. Tính cách đồ họa, điều gì sẽ gây ông nghĩ muốn tải câu chuyện lớn, thế giới mở, cảnh 3D, trận chiến vòng tròn, đường cong thú vị. Bạn cũng có thể thả trang bị theo khi cho máy lập nhóm để đánh xấu bạn và cùng nhau đánh quái. Bạn có muốn tham gia không?